người đây. Thích lý do không? Chứ mình chẳng ra. Con này lúc này ngồi phải đi lấy giết thôi. Hay chân sạc ép luôn. Đây là chủ nhân video. Kim trợ lý quay Nguyễn Quyết. Dạ? Nguyễn Quyết. Cái gì? Kim trợ lý quay Nguyễn Quyết. Kim gì? Kim trợ lý quay. Quay phim Nguyễn Văn Quyết người thực hiện Thắng. Nguyên Thắng à? Đợt em thay chân sạc còn chỉ còn 3 phút sợ đầu tiên à, không phải kiểu nó mình chưa hiểu ấy, bôi chiếc nó cứ dây cho nó ra nó kìa. Anh toàn bị thế mà. Kiểu những cái chân nó sát nhau lắm. Bắt đầu các bạn dặn vào và khó. Ui sợ. Phục men. Nóng quá. Nhiệt lên quá. Nóng quá. Hỏa cao vẫn tạt ra tạt tạt luôn. Đây là sự trả giá của nhiệt cao. Ở trên bên điện thoại là các bạn bọc tiền luôn đấy. Cái này không dùng quen. Dùng kho của mình vẫn quen hơn. Rộp chưa? Rộp nhưng vẫn không sao. Riêng cái sạc nó không sao. Chọn lại. Chân chân bỏ đẹp, mày không nét. Chân này họ hay giỏi nên không có thiếc lắm. Chân nhỏ quá.
Sạch đi cho khán giả nhìn phát cho sướng. Trường hợp mà dột men cấp độ nhẹ tối. Đây, đẹp cho các bạn đấy, chuẩn chỉnh luôn. Bây giờ tép. Đây là chủ nhân của video.